Thưa quý vị, ngày 23 tháng 3 năm 2022, Công an huyện Mỏ Cày Nam đã bắt Đinh Tấn Lợi, sinh năm 2000, ngụ xã An Thành và Phạm Thị Thùy Linh, sinh năm 1999, ngụ xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam để điều tra về hành vi cướp tài sản. Phạm Thị Thùy Linh có quen biết với anh Võ Văn A, ngụ xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam qua mạng xã hội, nên tối ngày 20 tháng 3 năm 2022, Linh cùng với Lợi đã cùng nhau tìm cách cướp tài sản của anh A. Để thực hiện, Linh gọi điện nhờ anh A đến trường trung học phổ thông Quảng Trọng Quàng ở xã An Thạnh để chở về thị trấn Mỏ Cày. Khi đến khu vực cách trường khoảng 200m, Lợi nấp trong bụi cây xông ra, dùng tuyếp sắt đánh anh A. Do bị đánh nên anh A đã bỏ chạy, để lại xe mô tô. Linh và Lợi mở cốp xe, lấy một cái ví da bên trong có 2.000 đồng và một số giấy tờ của bị hại, sau đó lấy xe mô tô của anh A rồi tẩu thoát. Công an huyện Mỏ Cày Nam đã khẩn trương điều tra xác minh, kết quả đã xác định được Lợi và Linh chính là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Phạm Thị Thùy Linh và Đinh Tấn Lợi đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.